Trump chỉ trích Biden kém cỏi. Trump công kích cách Biden xử lý việc rút Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, gọi đó là nỗi ô nhục chính sách đối ngoại lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Cách rút quân khỏi Afghanistan tồi tệ của Biden là màn thể hiện đáng kinh ngạc nhất về sự kém cỏi thậm tệ của một lãnh đạo quốc gia, có thể trong cả lịch sử, cựu Tổng thống Donald Trump nói tại cuộc meeting với những người ủng hộ tại Comen, Alabama ngày 21 tháng 8. Trump, người có khả năng tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024, đã nhiều lần đổ lỗi cho Biden về việc Afghanistan rơi vào tay Taliban, mặc dù việc Mỹ rút quân đã được đàm phán từ thời chính quyền của ông. Trong khi đó, Biden phàn nàn quân đội Afghanistan từ chối chiến đấu, chỉ trích chính quyền Afghanistan thiếu năng lực và nhấn mạnh rằng ông thừa hưởng một thỏa thuận rút lui tồi tệ từ Trump. Tại cuộc meeting, Trump nói rằng Biden đã không tuân theo kế hoạch mà chính quyền của ông đưa ra và than phiền rằng nhân viên và thiết bị của Mỹ bị bỏ lại khi quân đội rút đi. Đây không phải là rút quân, đây hoàn toàn là đầu hàng, ông nói. Trump cho biết Taliban tôn trọng ông. Ông gợi ý rằng việc Afghanistan sụp đổ chóng vánh sẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị. Chúng ta có thể rời đi trong danh dự, Trump nói. Chúng ta lẽ ra phải rời đi trong danh dự, nhưng thay vào đó, chúng ta phải chịu nỗi ô nhục.